Ok, rồi các anh chị ơi, mình có sẵn sàng chưa? Yes, ok. Vậy chị ơi, bao nhiêu chị sẵn sàng mình lấy comment? Tôi rất là sẵn sàng nào. Chị tuyệt vời. Rất là sẵn sàng không ạ? Có chạy năng lượng không ạ? Và hôm nay thì theo chia sẻ chị một cái nội dung rất là hot, rất là hay các anh chị ha. Chứ là làm thế nào, cách cho anh chị xây dựng một doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế thì nó có đắt không? Nó khó không? Nó có mất nhiều chi phí không? Là nó có phải là nó phải dành cho cái người nào đặc biệt không, hay là nó dành cho ai cũng có thể làm được anh chị? Và trước đây bản thân của Thư cũng đi tìm cái con đường thành công, thì mình cũng đi tìm con đường thành công của mình ấy, thì em Thư cũng lao đao nặng đặng lắm các anh chị nhé. Và mình cũng thậm chí là mình còn không biết là mình cần phải đi kinh doanh thì mình có thể tạo ra tiền đâu. Nói chung là mình đi học đủ thứ, các trò, các nghề. À, học hết cái nọ với cái kia thì dòng qua dòng lại thì nó cũng là đi làm thuê thôi anh chị. Vô kiểu như là mình đầu tiên là mình học học tiếng Anh để mà mình đi đi làm tiếng Anh. Mình nghĩ là mình có tiếng Anh thì mình đi làm thì lương mình nó cao hơn, thu nhập mình nó cao hơn, nhưng mà nó cũng là đi làm thuê cho người khác đó, chị công nhận không ạ? Rồi sau đó em lại đổi qua một cái lĩnh vực khác, em nói rằng là học tiếng Anh em thấy em học rồi cũng cũng được rồi đó, nhưng mà cũng thấy thu nhập cũng không cao, thôi mình đi học cái khác đi. Mình đi học mình đi học cái gì, ok cái em mới nói là em đi học gì ta, chữa bệnh cho người ta. Em đi học chữa bệnh cho người ta đúng không, chữa xương khớp các kiểu thứ, chắc là nhiều người cần. Okay, rồi em đi học xong rồi em cũng phải đi làm thuê cho chính mình đúng không ạ? Em cũng ngồi em phải trong một ngày thì em có chữa được có mấy ca chứ mấy, đâu có chữa được nhiều đâu đúng không ạ? Thì đó là làm thuê chính mình, thì không làm thuê cho người khác thì cũng làm thuê chính mình. Cái rồi xong rồi em cũng thấy ông không ổn rồi, cái em đổi ra cái khác, cái xong rồi em đổi qua đi 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 làm ca sĩ các anh chị. Ca sĩ mình nghĩ mình nổi tiếng thì mình sẽ thành công thôi. Thế là em mới đi đi casting, thì các tin rồi lăn lộn vô, cái xong vô ca sĩ rồi hát không được cái ta cũng đuổi ra, xong rồi đi làm diễn viên các anh chị. Em làm diễn viên cái xong vô cũng cắt tin, xong cái người ta cho mình ok đó, diễn tốt rồi đó, nhưng mà vấn đề là chiều cao của em không đủ. Là đuổi ra luôn rồi, xong rồi đủ nghề hết các anh chị, đủ trò hết, cái gì cũng cũng tham gia. Thì nhưng mà em nói cái chị này, làm ca sĩ anh chị cũng phải làm thuê cho người khác, làm thuê cho bộ show đúng không ạ? Làm diễn viên anh chị cũng phải làm thuê cho người khác, làm thuê cho một số. Em không biết cái đó đâu, em cứ nghĩ rằng là em đổ đủ thứ nghề, nhưng mà cuối cùng là cũng là cái nghề đi làm thuê cho người ta, chị hiểu không ạ? Cho đến khi mà mình thật sự trưởng thành hơn một chút xíu, năm mình 25 tuổi á, cái mình mới giác ngộ thêm một chút xíu, à bây giờ là mình phải làm cái gì đó cho mình, chứ mình không thể nào mà xây dựng thành công người khác. Cái xong em mới tập tè, em mới biết là à, bây giờ mình phải đi kinh doanh đấy, chị hiểu không? Có nghĩa là cái ngay cái việc là đi kinh doanh, làm kinh doanh cho mình thì mới tạo ra thu nhập cho mình, cái đó em còn không biết nữa, chứ huống chi á, là mình mới biết về cái vụ là mình có xây dựng được cái doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế không, anh chị công nhận không? Đấy thì lúc lúc mà mới đi kinh doanh thì em thấy trên mạng ai bán gì bán theo thôi, cái tầm nhìn của mình nó dưới tới đó thôi, các anh chị hiểu không? Cái tầm nhìn của mình nó tới đó thôi, là mình thấy ai bán cái gì thì mình bắt bước trước theo thôi. Thấy tài bán đắt kia mình cũng chạy theo bán đắt, thấy tài bán bán gì bán cái gì ta, bán mỹ phẩm trên mạng á, mình thấy nếu mà mình đem cái đó về mình xài, thứ nhất là mình vừa đẹp rồi mình vừa bán cho ta được được, cái thấy cái đó được, cái xong rồi ở quốc gia rồi thôi nghe chị, đâu có định hướng, đâu có tầm nhìn, đâu có tầm cỡ quốc tế, hay đâu có tư duy, đâu có trí tuệ gì đâu. Thì anh chị nghĩ thì mình làm như thế thì chắc chắn là cái thành quả không có là đúng không? Ở cái xong rồi em cũng thấy cái gì mà nó hay hay là bắt đầu đem về má bán được, cái xong đổi món khác, là cứ vòng vòng như vậy 2 năm trời các anh chị nhé, 2 năm trời không có được, có làm ăn gì được cái trời nghe anh chị. Em rất là may mắn là em không có thành công, tại vì em thành công á là em sẽ nhổ ngực xương ta, là em sẽ không bao giờ đi học nữa, nhưng mà tại vì em không có thành công được, em bán không có được hàng, thành ra em mới gọi là mới hạ cái tàu xuống và ngóc cái đầu lên đi học. Thì em mới nói rằng là bây giờ là mình phải thay đổi thôi, chứ mình không thể nào như thế này được. Thế là mọi thứ nó đưa đường dẫn lối, khi người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện các anh chị ơi, người thầy quen bắt đầu xuất hiện, môi trường câu lạc bộ bắt đầu xuất hiện, xong rồi cho em biết rằng là mình công việc kinh doanh của bạn á
À, nếu như mà cái tầm nhìn của bạn á, là trong một quốc gia thì công việc kinh doanh của bạn á, là nó sẽ tầm cỡ quốc gia. Nếu tầm nhìn của bạn mà nó là gì ạ? Một tỉnh thôi á, thì công việc kinh doanh của bạn là một tỉnh. Tầm nhìn của bạn á, là nó là gì ạ? Trên toàn thế giới thì công việc kinh doanh của bạn là trên toàn thế giới. Nếu như mình giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người trên thế giới thì cả thế giới sẽ trả tiền cho bạn. Ghê chưa? Đấy, thế nó khác biệt không? Trời ơi, cái gì đây vậy trời? Trời ơi, trước giờ mày đâu có biết cái gì đây đâu cả. Cái em mới ngồi nhìn lại mấy công việc kinh doanh em làm. Tầm cỡ một tỉnh không các anh chị nhé. Có nghĩa là cái hàng đó em chỉ phân phối cho một cái tỉnh đó thôi. Không có đi qua cái tỉnh số 2. Thế thì em mới đặt câu hỏi gì rồi. Thu nhập của mình ở đâu? Hèn chi? Tao nói hèn chi. Hèn chi thu nhập nó không tăng là đúng. Tại vì nó có trong một tỉnh thì em tính lại cái tỉnh của mình nó có bao nhiêu người các anh chị. Anh chị cảm nhận không? Vòng qua vòng lại nó có bao nhiêu người đó thôi, thì đợi đợi vài năm nữa họ mới đẻ con ra thì con họ từ từ lớn thì mình mới có thêm khách hàng thôi. Thì em nói hèn chi đúng rồi, xong rồi em mới nhìn lại cái dịch vụ sản phẩm mà gọi là hồi xưa em làm á, chữa bệnh á, có nghĩa là em ngồi một chỗ ai tới thì mới chữa được. Rồi em nhìn lại tất cả những cái công việc mà em làm hầu như là nó tầm cỡ một tỉnh thôi các anh chị, nó chưa ra cái tỉnh số 2, nó chưa được là nó chưa được cấp độ 2 là tầm cỡ cả nước nữa. Tầm cỡ quốc gia là một đất nước đó. Em hỏi các anh chị là có anh chị nào đang phải vậy không? Yes. Và cái khái niệm là kinh doanh tầm cỡ quốc tế là em thật sự là phải chơi với người. Khi mà em đến môi trường câu lạc bộ đó, tư duy em nó cao hơn á, cái nhiệt kế tài chính em nó mở ra đó, thì em gặp được những cái mối quan hệ mà họ tầm cỡ cao hơn, họ có một cuộc chơi lớn hơn, thì em mới biết rằng là mình phải xác định là tầm cỡ quốc tế các anh chị. Chị nhiều không? Không phải, rất là may mắn các anh chị ha, và em cũng đã rèn luyện rất là kỹ lưỡng. Bây giờ mình học theo người thành công đó, mình thành công luôn, nó sẽ được chỉ bảo rất là đầy đủ. Và ngày hôm nay em cũng đã xây dựng được doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế các anh chị. Tất cả những cái đất nước trên thế giới, những cái mặt hàng, những cái dịch vụ của em đều mang cái đó được. Nên vì chỉ trong một nốt nhạc thôi là em có thể đưa được dịch vụ của em đến tất cả mọi người trên thế giới. Ai chỉ cần là gì ạ? Anh chị yêu cầu là sao, là có hết, có sẵn hết. Nhưng mà không, em không cần phải nhúng tay vào. Và các anh chị biết không ạ? Em đi du lịch rất là nhiều đúng không? Em đi du lịch rất là nhiều, em có thể làm việc ở mọi nơi. Em có thể làm việc mọi nơi và chỉ cần có một cái chiếc điện thoại thôi, em có thể làm việc bằng bất kể lúc nào, ở bất kể nơi đâu. Và em đi du lịch rất là nhiều. Thậm chí là trong quá trình mà đi du lịch như vậy thì công việc kinh doanh của em vẫn tốt đẹp, vẫn tạo ra thu nhập. Và nhiều khi mình về nhà mình chơi với cha mẹ, các anh chị về nhà thì có cha, có mẹ, có anh, có chị, của em, rồi mới đổ súng vô, rồi ngồi chơi không, rồi đâu làm ăn gì đâu. Nhưng mà gì ạ? Kết quả công việc kinh doanh của em nó cũng tuyệt vời, nó cũng phát triển. Chứ không phải rằng là mình đi về nhà là coi như là công việc là đình trệ, rồi mình đi đi du lịch là công việc là nó bế tắc các anh chị ha. Thì em nghĩ là tất cả anh chị ở đây mình, nếu mà được thì có thể xây dựng cho mình một cái cuộc sống như thế các anh chị ạ. À, bao nhiêu chị ở đây á, mình cũng rất là muốn đi du lịch, cũng rất là muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng mà cái công việc của mình nó cứ dính vô mình không có xử lý được các anh chị. Chị comment giúp em được không? Tại thì bây giờ các anh chị phải có một cái định hướng khác đi, đừng có sống như thế nữa. Bây giờ nó thời buổi công nghệ 4.0 rồi nghe chị, anh chị có thể xây dựng được doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế được mà vẫn rất là tự do thời gian, tự do không gian. Và anh chị biết không ạ, em có cơ hội được đi nước ngoài rất là nhiều, bay ra thế giới rất là nhiều, rồi chuẩn bị đi châu Âu nè đó. Và hồi xưa em nói các anh chị, hồi xưa em đã từng như thế đó. Em bán cái hàng á, nó chỉ nằm trong một tỉnh thôi, và bây giờ cái người mà ở tỉnh khác mà mua em cũng không biết làm sao bán. Mua là sao, sao bán, không bán được đâu, không có di chuyển đâu mà bán, đâu có sách đi đâu đâu nơi tới được. Các anh chị vô rồi em nói anh chị rằng là em hồi đó em phải tự giao hàng á, có nghĩa là những cái mặt hàng của em đó, có nghĩa là em phải tự làm,
tự làm ra cái xong rồi tự mới tự tự mang tới cho khách hàng, thì cái thời gian mà ngồi làm á với là cái thời gian mà gói ra đó, thời gian mà chuyển đi á, em nói là hết giờ hết ngày luôn, đâu có tự do được. Nên là chúng ta phải có một cái chiến lược thông minh hơn anh chị, chiến lược thông minh hơn. Và nếu như các anh chị muốn cái thu nhập của các anh chị mà nó không giới hạn á, thì công việc kinh doanh các anh chị nó phải bắt buộc là nó phải ở tầm cỡ quốc gia, ở tầm cỡ quốc tế các anh chị, thì sao ạ? Thì anh chị mới có cơ hội được phục vụ cho nhiều người. Mình phục vụ cho nhiều người thì sao ạ? Thì thu nhập của mình nó mới nhiều được các anh chị. Thì thu nhập của mình đấy từ người khác mà. Anh chị công nhận không? Bây giờ trong cái tỉnh của các anh chị nó có bao nhiêu người, thì anh chị chỉ có cơ hội là bán cho một số người trong cái tỉnh đó của mình thôi. Mà những cái người trong tỉnh nó chắc gì họ mua hàng các anh chị hết. Đấy. Nên là các anh chị cần phải mở rộng cái vùng đất gieo hạt của các anh chị ra. Vùng đất mà để mà các anh chị giúp đỡ anh chị gieo hạt thì trao giá trị, nó không phải là nằm trong một quốc gia của mình, mà nó phải mang ra tầm cỡ của thế giới. Và các anh chị đều nhìn thấy là các doanh nhân thành công lớn trên thế giới, họ đều có cái sự, họ đều gì ạ, mang cái dịch vụ của họ ở khắp đất nước trên thế giới. Thì vô là hiếm lắm, hiếm có cái người tỷ phú đô la nào, hiếm có cái người mà hiếm lắm các anh chị, cái người doanh nhân thành công nào mà họ chỉ có ở trong một nước thôi các anh chị. Và nhiều số anh chị giác ngộ nhìn nhìn thấy được cái này, mở được cái tầm nhìn của mình không ạ? Thì bây giờ phải làm sao? Thì ngày hôm nay em theo cũng rất là may mắn, em cũng không có làm gì nhiều đúng các anh chị, cũng vậy thì nó có khó khăn không, nó có dễ dàng cho với những người giống như em không, cho những cái người mà tay ngang tay nghề giống như em không? Thế hồi xưa mình không có phải là chuyên gia, mình không phải là cái người mà được đi từ nhỏ, định hướng từ nhỏ, hoặc là cũng không phải là cái người mà được được gì ạ? Được rất là nhiều người đào tạo đâu, mà hoặc là cũng không phải là có cái này móng sẵn của cha mẹ để lại. Thì những cái người như mình đây thì mình sẽ phải đi như thế nào? Và nó có khó hay không, nó có dễ dàng hay không? Thật sự thì nó mọi thứ nó chỉ khó khi nào các anh chị, nó khó khi mà các anh chị không biết làm thôi, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ nó khó khi các anh chị không biết cái khỉ gì về nó hết, đấy là khó. Ừ đấy, bây giờ mà hỏi nó theo biết nấu món thịt kho rồi nó khó thù rồi cái gì có biết nấu đâu mà biết nó dễ, nhưng mà nếu mà hỏi một cái chuyên gia đầu bếp là người ta nấu ù vào cái đồ y rồi đâu kẻ cái được cái gì, đúng không? Nên rằng là đơn giản thôi, anh chị thấy khó không? Bây giờ em hỏi bao nhiêu số anh chị thấy là nếu mình xây dựng một doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế, mình ngồi ở nhà, hàng hóa dịch vụ của mình được đi khắp trên thế giới và mình không cần phải làm gì hết, mình không cần phải tốn nhiều cái gì chi phí, mình cũng không cần phải bứt óc bứt não gì hết trơn, thì các anh theo các anh chị thấy khó không? Chị nghĩ trong đầu bây giờ hiện tại anh chị thấy khó không? Thì nói chị nghe, nói nghe em đúng không ạ? Bởi vì sao chị thấy khó? Bởi vì sao? Bởi vì sao? Như vậy chị có biết kiểu gì chị đó đâu rồi chứ sao nó dễ, đúng không? Cho em hỏi là anh chị mình la khó nãy giờ bởi vì anh chị không biết gì hết đúng không ạ? Nhưng mà anh chị biết rồi thì làm sao mà anh chị nó khó được đúng không? Và anh chị nhớ là cái gì á thì nó thành công gì nó không có công thức, và tất cả mọi người á đều có công thức hết. Và những người thành công đi trước mình đó, những người đã có rất nhiều người họ làm rồi, các anh chị đã có rất nhiều người họ đạt được cái thành công đó rồi, và việc của mình đó là phải tìm cho ra cái người đó mình học, chứ mình đừng có mò. Nếu mà anh chị chọn chiến lược mò là anh chị mò đến tới già luôn cũng chưa ra. Nên là việc của mình đó là phải, tại vì sao? Tất cả những người thành công trên thế giới họ đều đang phải đọc sách mỗi ngày. Tại vì sao? Bởi vì họ biết rằng đó là để mà họ có thể thành công được đó là trước đó đã có nhiều người thành công rồi. Trước các anh chị là có rất nhiều bậc cao nhân họ đã đi rồi, họ đã thành công. Những cái điều mà anh chị muốn là đã có người làm được hết rồi. Vậy thì cái câu hỏi là bây giờ mình phải tìm cho ra cái nguồn, cái người đấy để mà giúp mình
chỉ bảo cho mình, chứ không phải là mình phải đi mò mẫm các anh chị. Thì vô mốt phải mình đi mò mẫm, nên là các anh chị cần phải cái người mà đã làm được cái điều mình muốn rồi ấy, mình cần phải học cái thứ đó từ họ và mình làm theo là nó nhanh nhất. Đó là lý do tại sao mà Warren Buffett, những cái người giàu có nhất hành tinh, bây giờ người ta vẫn dành 8 tiếng một ngày để họ đọc sách, 5 tiếng một ngày để họ đọc sách. Bởi vì họ có muốn phát triển không các anh chị? Đúng, có. Họ vẫn muốn đi lên. Và họ vẫn phải biết rằng là cái tương lai mà họ muốn nó đã có người đi trước rồi. Thành ra là họ muốn đọc sách từ những người thành công hơn họ nữa. Các anh chị đồng ý không ạ? Và họ nuôi dưỡng cái trí não họ mỗi ngày. Thế hỏi các anh chị là thời gian của một cái người Warren Buffett như vậy, thời gian của những cái người giàu có nhất hành tinh như vậy, thời gian họ quý không ạ? Quý. Nhưng mà họ vẫn dành thời gian để học từ người thành công hơn họ, để họ muốn tìm ra cái cách để mà họ đi lên. Đúng không ạ? Nhưng mà cho hỏi các anh chị ở đây á, thời gian các anh chị làm cái gì? Các anh chị có sẵn sàng dành thời gian để học như vậy không? Có một số anh chị á là hỏi á, chị ơi vào học để mà mình biết, mình rèn luyện, mình biết cái con đường, biết cái công thức, rồi mình làm kinh doanh cho nó ngon lành chị ơi. Không, chị bằng lắm, bằng đủ thứ, bằng bằng lắm. Cái xong cái em hỏi bằng cái gì, viết ra em coi thử, viết ra tờ giấy gửi em coi thử. Cái chị viết ra ngồi ngồi em đọc, em đọc từ trên xuống dưới là không có cái gì gì mà tạo ra tiền cho em. Tu cho là bạn em đọc là từ cái lúc mà sớm cho đến chiều nó không có gì là tạo ra tiền ra anh chị, anh chị hiểu không? Mà nó bận lắm, bận dữ. Chứ nói thôi bây giờ chị viết ra đi, em chỉ cho chị viết cái lịch trình của chị ra em coi thử, em coi thử cái giờ nó trống em nhét cái giờ học vô. Nhưng mà em nhìn từ trên dưới là không có việc nào tạo ra tiền hết, chỉ là toàn cái việc là giúp cho người khác thành công hơn thôi, giúp làm giàu cho người ta, không không hoặc là phụ đỡ để giúp người khác làm giàu, chứ còn không có việc gì để mà xây dựng cái tương lai của mình hết. Các anh chị đồng ý không ạ? Thế thì bây giờ em mới phân tích với chị á, trong cái lịch này á, là cái lịch này nó không có cái gì nó giúp cho chị thành công hơn đâu. Nếu mà chị cứ bận như thế thì em nói trước với chị cái tương lai như vậy thôi. Thế thì chị xem chị cân nhắc nhé. Anh chị đồng ý không ạ? Thế thì cái câu hỏi đặt ra là có một số anh chị ở đây á, là mình học với theo một thời gian, cái là cái công việc kinh doanh của các anh chị á, nó hơi phát triển một chút xíu, khách hàng nghe hỏi nhiều hơn, cái là anh chị lo phục vụ khách hàng không à, lo nói chuyện với khách hàng không à, không có dành thời gian để mà phát triển bản thân nữa. Cái kêu các anh chị vô học bây giờ, giờ khách hàng đông lắm, chị phải lo tiếp khách hàng, giờ không có học đâu. Thì em hỏi các anh chị là thời gian của các bậc tỷ phú đó, những cái người thành công đó, họ cũng thời gian họ cũng quý đúng không ạ? Nhưng mà họ sẵn sàng trích ra vài tiếng đồng hồ để học từ cái người thành công hơn họ, để họ có thể kham được, họ có thể giữ được cái tài sản mà họ có. Vậy thì bản thân chúng ta đây, tài sản của mình nó cũng chưa là bao nhiêu, công việc kinh doanh của mình nó cũng chỉ mới chớm nở, nó cũng chưa được là doanh nghiệp 20 năm. Cái chi mà nó được hai doanh nghiệp 20 năm rồi ngon ha, nó chỉ mới chớm nở, chỉ mới có một cái vài chục cái người khách hàng đến, mình lo mình líu với họ, rồi cuối cùng mình hết giờ để đi phát triển bản thân luôn. Thì như vậy nó có nay ngon? Mình dành hết thời gian cho cái công việc mà lý quý của mình thì nó có đáng hay không? Nó có chắc nụi là nó giữ được cái tương lai của mình hay không? Nó có chắc ăn là giúp cho mình xây dựng được cái doanh nghiệp tầm cỡ 20 năm không? Nó có giữ được cái sự thành công cho mình như vậy và tăng trưởng trong 20 năm tới không? 30 năm tới và 100 năm tới không? Tại vì kinh doanh đi làm hoài với ai mà đi kinh doanh xong rồi nghỉ. Anh chị nhau mà. Thì câu hỏi đặt ra với các anh chị như vậy để các anh chị luôn tỉnh táo. Mình chưa là gì đâu. Và mình phải dành cái thời gian của mình để mà mình phát triển bản thân mình lên. Và có một số anh chị á, ở đây các anh chị biết không ạ? Cái nhóm rèn luyện doanh nhân á, vào lúc 6 giờ chiều á, có một số anh chị á, đăng ký vào cái xong đó là theo ơi
chiều nay á là chị tiếp khách hàng, chị giờ vừa học vừa tiếp khách hàng được không? Em hỏi rằng là trong một ngày chị có mấy khách hàng? Thì khách hàng của chị á nó ít lắm. Cái giờ 6 giờ là thường á là nó cũng có khách hàng, mà bây giờ chị nghĩ chị đóng cửa đó thì khách hàng mới vô được. Cái em mới nói là với chị rằng vậy, 1 tiếng rưỡi đồng hồ á chị ngồi chị tập trung á, chị sẽ lấy được cái tri thức, cái chiến lược, cái tư duy, giác ngộ được từ cái người doanh nhân thành công chỉ con người chị. Mà bây giờ chị có cái cơ hội đó mà chị không lấy, mà chị để chị đi tiếp một cái người khách hàng đó mang lại chị cái lợi nhuận là bao nhiêu? Trong 1 tiếng rưỡi đó cái người khách hàng đó mang cho chị cái lợi nhuận là bao nhiêu? Trả lời đi, mang về lợi nhuận cho chị là bao nhiêu trong 1 tiếng rưỡi đó? Vậy thì 1 tiếng rưỡi đó nếu mà chị dành, chị tập trung, chị rèn luyện cho thêm, chị trau dồi tư duy trí thể cho mình, chiến lược cho mình, kiến thức cho mình, để chị đưa chị lên một cái tầng cao hơn, để giúp cho chị có một cái nền tảng, có khi mình gia tăng được cái thu nhập gấp đôi của mình, có cái cơ hội để mà mình có thể tạo được cái nền tảng nó gấp đôi hơn, mình xây dựng cái doanh nghiệp nó tuyệt vời hơn, nó mở rộng hơn. Chị cái nào đắt giá hơn, chọn cái nào, đúng không? Và mình không thể nào một lúc mình làm 2 việc được, anh chị phải biết rằng mình nên lựa chọn cái gì, mình đánh đổi thời gian cho cái gì. Ở đây chúng ta không có hơn thua nhau, quan trọng là thời gian các anh chị chọn làm cái gì thôi. Và có một số anh chị mình vào nhóm luyện 60 ngày cũng vậy, chỉ vì 2 người khách hàng thôi mà bỏ luôn cái buổi học đó, các anh chị bỏ luôn cái buổi rèn luyện đó luôn. Cái em mới hỏi thầy vậy, 2 người khách hàng đó của chị mang lại lợi nhuận cho chị bao nhiêu, có đáng không? Mình không phục vụ ngày hôm đó, mình phục vụ ngày khác được không? Được. Nhưng mà cái buổi rèn luyện đó nó giúp cho chị còn có nhiều người khách hàng hơn. Nên chị hiểu cái vấn đề không? Đêm gì hết, không bao giờ dám bỏ, không bao giờ dám từ chối. Em nói là đóng cửa đi, từ lúc 6 giờ đã đi đóng cửa đi, chị có bán buôn gì nữa. Chị bán chị có giàu, bán bao nhiêu năm nay có giàu lên không? Đâu có dư giả đâu, tôi thiếu thốn tùm lum thấy không? Thì tôi lo tôi đi tiếp ti mấy cái người khách hàng thì đó nữa, tiếp chi nữa, đóng cửa lại đi, tập trung mà rèn luyện gì em, cho nó ra ngô ra khoai, xong rồi muốn kinh doanh muốn làm gì làm, không đâu, vẫn cứ để đó, để cửa đó, cái đang ngọc nhẹ khách hàng vô cái chạy ra, cái đang nhẹ cái vậy vậy em đố anh chị là bao giờ mới giỏi lên được, còn lâu mới giỏi. Trời mình sẽ có trời mới giúp các anh chị được. Nhưng mà để 60 ngày cũng vậy, em nói chủ nhật đóng cửa đi. Không, chủ nhật đắt hàng lắm em ơi. Ta nói từ thứ hai thứ sáu rồi. Trời ơi, bây giờ em nói chị là chị kinh doanh như vậy bao nhiêu năm rồi? Chị làm gì bao nhiêu năm rồi? Rồi có dư giả không? Có lên được cái thành công mới gì không? Thế bây giờ chị tới đây gì là đã rèn luyện thay đổi cuộc đời. Mà vẫn cứ mở ra, xong cái lịch đang học vậy khách vô. Ê, đợi chị chút, đợi chút. Rồi, ốp. Rồi chạy ra. Ê, cái này là cái này là em cái này là giá nhiêu này, giá 200, này giá 200. Cái giá 400. Mua không? Không mua. Mua thôi để chị vô học. Em hiểu không? Cái ngồi lo nói chuyện khách hàng không, cái xong có người vô tám nữa. Trời ơi, nói chị nghe, mua thì không bao nhiêu mà tám là nhiều. Cái xong vô ngồi tám hết luôn cả cái buổi học, buổi cả cái buổi của mình luôn. Có bán được nhiều không? Thì anh chị hãy đặt cái câu hỏi rằng là mình tiếp khách hàng ngày hôm đó dư được nhiêu tiền, nó có đáng không để mà mình phải cái cơ hội để mà mình tìm cái con đường xây dựng doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế cho mình, tạo ra thu nhập cho mình nó tuyệt vời hơn, thì có đáng không đây anh chị, hiểu không ạ? Thì mình dời lại, một là mình dời lại, không được thì mình phải biết, mình phải biết từ bỏ cái tốt để có cái tốt hơn các anh chị. Anh chị hiểu không? Anh chị có được cái tư duy đó không? Và em nói các anh chị rằng là bởi vì sao? Bởi vì các anh chị cần phải, để mà các anh chị thành công được, các anh chị phải có 3 thứ.
Thứ nhất là cái gì? Tư duy, cái tam giác vàng. Để mà các chị thành công được thì các anh chị phải có cái tam giác vàng. Tam giác vàng ở đây là gì? Thứ nhất là cái tư duy. Cái tư duy của các anh chị nó phải được thay đổi. Có phải tất cả các anh chị đây có một cái suy nghĩ là gì? Mình á, mình không có giỏi, thành ra mình cứ bán buôn đại vậy thôi, thành công được thôi đấy. Hoặc là các anh chị có suy nghĩ là gì? Mình đi làm thuê, thành ra là mình bán buôn về kiếm đồng ra đồng vô, chứ cũng không có mơ ước về xây dựng doanh nghiệp giống như bao nhiêu người khác đấy. Rồi anh chị nói rằng là mình không có vốn nhiều, mình cũng không giỏi, chắc mấy đó mình cũng làm được đâu. Anh chị đồng ý không ạ? Thì đó nó đến từ cái suy nghĩ của bạn. Có bao giờ anh chị dám nghĩ rằng là mình là một người bán hàng cừ khôn không? Có bao giờ anh chị nghĩ rằng là mình là một người marketer, marketing đỉnh cao nhất trên thế giới không? Có bao giờ anh chị nghĩ rằng là mình là một doanh nhân thành đạt, có thể trao giá trị cho tất cả mọi người trên thế giới, đứng trên bục giảng tất cả những người trên thế giới họ phải ngưỡng mộ các anh chị, bởi vì anh chị đã mang giá trị cho họ. Trong đầu các anh chị có những bức tranh đó không? Rồi bây giờ công việc của mình ấy nó phải được lan tỏa trên tầm cỡ quốc trên thế giới, phải đến được tất cả những cái đất nước khác trên thế giới. Hay là suốt ngày anh chị có nghĩ là mình chưa đủ giỏi, mình chưa đủ tốt, mình chưa đủ tuyệt vời, mình không có năng lực, mình không có khả năng, mình ăn nói không tốt, giọng điệu mình không tốt, mình không có khả năng, tất cả thứ nó đến từ cái suy nghĩ các anh chị. Đây, cái việc đầu tiên á là anh chị phải cập nhật lại cái bộ niềm tin mới trước khi đi kinh doanh, đặc biệt là xây dựng doanh nghiệp, đúng không ạ? Thay đổi lại cái niềm tin của mình. Mình phải mang cái bộ niềm tin của một người doanh nhân thành công, một cái người doanh nhân thành đạt. Và các anh chị có biết rồi là gì ạ? Đầu tiên á là mình phải định vị mình là ai, sau đó mình làm, và đó sau nữa là mình mới có, mình mới trở thành cái người đó. Đầu tiên là mình định vị mình là một người bán cháo ếch ra lề đường, hay mình là một người doanh nhân tầm cỡ quốc tế. Nếu mình định vị mình là người bán cháo ếch lề đường thì sao ạ? Thì suốt ngày mình chỉ làm việc với mớ con ếch, và mình chỉ tập trung nấu cái món ếch đó, và mình đem ra đường mình bán, sau đó mình mới trở thành cái người đó, đúng không? Anh chị phải bán một thời gian, người ta đi ngang qua, cái bà đó là cái bà bán cháo ếch ở ngoài đường, đi tới cái bà bán cháo ếch ở ngoài đường thì ăn đi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như các anh chị định vị mình là một doanh nhân tầm cỡ quốc tế, anh chị sẽ làm khác. Anh chị sẽ đi tìm cái ông thầy khác anh chị học, cái ông thầy ông mới tới được, xong đó mình làm khác, mình có những cái chiến lược khác, mình có những cái trí tuệ khác, mình tiếp nạp, mình thay đổi, mình mài dũa, mình rèn dũa con người mình nó theo kiểu khác, kiểu khác, để nó sau này nó trở thành đúng cái người mà mình đã định vị. Anh chị hiểu vấn đề không ạ? Đấy, nên là hơn thua nhau là do cái khúc đầu á, đứa định vị đứa đó là ai. Nếu như anh chị định vị là mình tới đây mình học là chỉ để biết cái, để mà thay đổi cái suy nghĩ để mà mình nuôi con mà nó tốt hơn thôi, thì nó nằm đó, nó nằm suốt ngày, nó không bao giờ lên lớp. Nhưng mà anh chị định vị rằng là những cái người ở đây họ doanh nhân thành công, họ có triết lý kinh doanh tuyệt vời quá, mình phải học cái những cái thứ này của họ, và mình cũng phải trở thành một cái người doanh nhân tuyệt vời giống như họ đây. Thì đầu tiên là mình phải định vị trước, sau đó là mình mới làm, rồi mình mới có cái thứ mình đã định vị. Còn anh chị là chơi toàn chơi ngược không? Chơi ngược là sao? Mình ở mình có đã, rồi mình mới làm, rồi mình mới định vị mình là ai. Anh chị thấy anh chị chơi ngược không? Chơi ngược là vậy nè, đợi mình có đã, đợi chị giỏi đây, để chị xem thử là để khi nào mà chị thấy mà chị trở thành một doanh nhân đó đã, chứ bây giờ chị thấy người chị nó còn yếu kém lắm đấy. Đầu tiên là anh chị đợi ha, đợi chị có mọi thứ, đợi hết xong rồi mới bắt đầu bước bắt tay vô làm, đợi có rồi mới làm, rồi làm xong rồi mới
mới tự người ta rồi mới, rồi người ta mới định vị ra chị làm. Chị đi ngược rồi đúng không ạ? Cái này là trong tư duy triệu phú nó mới có câu là gì, người thành công là gì, là làm rồi mới có, còn người chưa thành công là gì, có làm rồi mới là. Chị hiểu cái đó chưa? Bao nhiêu chị đây dính cái chữ này em nói nghe thôi, 9/10 luôn, 100%, hầu như 100% các chị bị vậy. Em cũng đã từng như vậy thôi. Mà nên trước khi mình đi kinh doanh mình phải định vị trước. Ok không ạ? À? Đó là cái điều mà em muốn dặn các anh chị. Thì khi mà các chị định vị mình là một người doanh nhân tầm cỡ quốc tế thì các anh chị bắt đầu mới gì ạ? À? Mới bắt đầu đi trau dồi nè. Mới bắt đầu đi làm mình trau dồi cho mình. Mình trau dồi gì? Doanh nhân thì giờ thiếu cái thiếu thứ nhất là gì, bộ niềm tin. Thì mình đi trau dồi cái bộ niềm tin cho mình. Sáng ra anh chị nào mà vào nhóm này luyện doanh nhân á là anh chị sẽ được phát cho cái bộ niềm tin của các doanh nhân thành công. Được không ạ? Anh chị được phát cho cái bữa ăn đó, nếu như bữa ăn vô não vậy đó. Thế thì sáng mình lâu ra mình ngồi mình ám vô trong não mình. Được không? Hết thức ăn hết rồi. Bây giờ mình thức rồi mình dậy mình nạp vô, nửa buổi nạp vô, trưa nạp vô, rồi xé xé nạp vô, chiều chiều nạp vô, tối nạp vô, khuya nạp vô, rồi ngày nào cũng nạp vô nguyên cái bộ đó nạp vô cho em. Đó là thức ăn cho cái não của người doanh nhân đó trời, đang định vị đó trời, đang là bước một đó, đang là bước một đó. Mình nạp vô rồi nạp vô, rồi cứ 2 tháng là cái nhóm về doanh nhân lại xuất hiện thì mình cứ vô mình nạp vô để cái niềm tin của mình, để mình định vị lại, để giờ cái niềm tin của mình nó được thay đổi. Các anh chị đồng ý với em không, hiểu em nói không? Đó đó là bước một, anh chị được xử lý chưa? Thì làm cái gì nó cũng phải có tư duy, làm gì mới có kiến thức mới làm đầu tiên là định vị. Anh chị xong cái bước định vị rồi đúng không ạ? Bước số 2 là gì, là mình phải học cái chiến lược là mình mới làm được đúng không ạ? Là làm có, đầu tiên mình định vị, thứ hai là mình mới biết cái chiến lược của người doanh nhân là như thế nào, làm sao họ có thể xây dựng được doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế, tại sao họ lại không có xây dựng doanh nghiệp tầm cỡ một đất nước, tại vì cái chiến lược của họ nó khác cái chiến lược nhỏ bé của mình, họ có một cái chiến lược nó cao xa hơn. Và các doanh nhân thành công họ có tới mười mấy cái chiến lược, các anh chị nhớ không? Vì của các anh chị là phải học tất cả những cái chiến lược của một người doanh nhân, và anh chị hãy áp dụng theo nó, hãy áp dụng theo cái xây dựng cái doanh nghiệp của mình theo những cái chiến lược như vậy. Các anh chị không 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 học mình không biết đâu các anh chị. Chẳng lẽ bây giờ các anh chị bỏ bao nhiêu tiền để mà các anh chị mướn một cái người doanh nhân, một cái người đang sở hữu những cái doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế để mà chia sẻ cho các anh chị cái điều này? Anh chị sẽ bỏ bao nhiêu tiền để họ có thể truyền lại cho anh chị những cái chiến lược đó? Chị đoán thử xem. Và nếu như mình bỏ tiền mình mua mấy cái cuốn sách về mình đọc thì liệu là mình đọc tới tới đời nào thì mình có mò ra được mấy cái chiến lược như vậy? Đọc tới được con mình chưa chắc mình mò ra nữa. Bây giờ giả sử mình có mò ra đi chăng nữa thì mình áp dụng sao? Làm sao đưa vô áp dụng nè. Bây giờ học cái công thức nấu món thịt kho rồi đúng không? Nhưng mà vấn đề học rồi đó mà về nấu còn cháy lên cháy xuống. Mà huống chi mà học cái công thức xây dựng doanh nghiệp về nhà mà áp dụng mà thành công luôn. Đưa công thức cho thịt kho là bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, bao nhiêu mắm muối, nhưng mà nấu sao? Nấu kiểu gì nó cũng cháy lần đầu tiên. Nấu thứ hai thì nó ngọt quá, nấu thứ ba thì nó quéo rồi kia. Nó cũng phải, thì bây giờ mình bị như thế mình mới hỏi. Mình hỏi cái thằng mà chỉ công thức mình đó, mình hỏi bây giờ chị ơi, em cũng làm đúng vậy mà không biết nó sai chỗ nào, chỉ giùm em đó. Thì bước mở làm gì vậy? Bước mở làm dài dài nè, chỗ này sai nè, chỗ này sai. Cái cách mà em bỏ thịt vô là em bị sai rồi. Tại vì sao? Em phải bỏ từng cục vô chứ em chế vậy là kiểu đó là cái nước trong đó nó vô luôn, là hư luôn cả cái nồi rồi. Chị thấy không? Chỉ có sai chút xíu vậy thôi mà đâu, nếu mà không có cái người chỉ đường là mình bó tay rồi, là mình đi một dặm luôn rồi, cái ngầu mò miết.
Ủa sao kỳ ta, mình vẫn làm đúng công thức mà mình không hiểu tại sao nó vẫn cứ cháy, nó vẫn cứ hư, là vẫn cứ hư. Tại vì nó sai cái chỗ mà gì, người ta bỏ từng cục vô, còn mình bỏ chế luôn cái ô vô. Gì hiểu không? Nó có nhiều chỗ như vậy đó. Đây là cái chiến lược đó các anh chị, rất là quan trọng. Nếu mà cái chiến lược các anh chị đi á, là chiến lược là gì? Bán được hàng thôi thì nó khác. Nhưng mà doanh nhân thành đại họ có một cái chiến lược là gì ạ? Là không làm thôi, để làm là phải tạo ra thu nhập. Chiến lược của họ là gì? Có nhiều cái chiến lược lắm em không, không đó. Họ phải là bán sản phẩm giá cao. Thêm hỏi những anh chị là những cái người mà em ví dụ thôi, một câu chuyện đơn giản của một cái người Do Thái, công việc kinh doanh của họ, của người Do Thái, các anh chị họ lựa chọn. Cái tư duy của những người kinh doanh bình thường là sao ạ? Là họ sẽ có một cái cách như thế này nè, là họ sẽ bán cái sản phẩm giá nó thấp và họ giảm cái giá xuống để họ bán cho được nhiều người. Anh chị hiểu không? Họ giảm cái giá xuống để họ bán được cho nhiều người. Và mỗi người họ sẽ kiếm lời một chút ít đó. Và nhìn xem anh chị đây, mình cũng đang kinh doanh theo kiểu vậy. Nhưng mà tư duy của người Do Thái á, họ nhìn những cái người đó họ cười các anh chị. Họ cười và họ nói rằng là không có thông minh. Chiến lược như vậy là không có thông minh. Chiến lược như vậy là sao ạ? Là không có thông minh các anh chị nha. Và nếu như mà mình cứ làm như vậy riết á, thì các doanh nhân cứ thay nhau giảm giá xuống và tự làm hại nhau luôn. Người này giá thấp thì người kia giá thấp hơn, người kia giá thấp hơn nữa, các anh chị hiểu không ạ? Và tư duy của một người Do Thái là sao, họ kinh doanh là sao, là họ phải phục vụ được cho người, những người giàu có, họ bán sản phẩm có giá cao thì họ mới có lợi nhuận được. Và họ thà là gì ạ? Họ đặt câu hỏi là tại sao phải bán nhiều và lợi ích, và tại sao mình lại gì không bán nhiều và lời nhiều, không bán nhiều và lời vừa, không bán nhiều và lời nhiều các anh chị. Tại sao phải bán nhiều và lợi ích chứ? Đấy, và khi mà đây là triết lý mà các anh chị sẽ được, chiến lược này anh chị cũng sẽ được nhận và được phân tích rất là kỹ trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân. Khi mà các anh chị học thì các anh chị sẽ vỡ òa, khi mà các anh chị tham gia rèn luyện các anh chị sẽ vỡ òa các anh chị. Tại sao phải rèn luyện các anh chị? Tại vì biết bao nhiêu người đọc sách vậy đó, nhưng mà có làm được đâu. Nên là các anh chị cần phải được rèn luyện, được rèn mỗi ngày, để các anh chị quen rằng là à, mình cần phải biết cách đàm phán, để mà mình luôn luôn đàm phán với những cái dịch vụ, những cái sản phẩm giá cao. Và tập cho anh chị cái thói quen thì anh chị mới làm được. Chứ có tri thức chưa chắc anh chị làm được đúng không ạ? Anh chị đồng ý không? Đó là một cái chiến lược thôi. Còn nó còn nhiều cái chiến lược khác mà em nói đây thì anh chị không có hiểu được. Nó cần phải có một cái nhóm rèn luyện cụ thể để mà rèn luyện cho các anh chị. Nên là các anh chị phải hết sức nghiêm túc. Nếu anh chị nào ở đây mà mình sở hữu được cái nhóm rèn luyện doanh nhân đó, đó là tài sản của các anh chị. Nó còn quý hơn là một cái bất động sản ngoài kia nữa. Các anh chị để một cái bất động sản các anh chị 10 năm, nó tăng các anh chị bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái nhóm rèn luyện doanh nhân đó, các anh chị lấy hết tri thức trong đó, các anh chị ứng dụng vào trong cuộc sống các anh chị, anh chị sẽ tạo ra bao nhiêu tiền trong một tháng? Chị suy ra được không? Đây là những anh chị nào mà mình chưa có cái tấm vé này ấy, thì mình nhanh chóng tích góp để mà mình có thể sở hữu được các anh chị. Nó không khác gì một cái tài sản của các anh chị đâu. Và có nhiều anh chị á, em thấy sở hữu cái tấm vé này xong các anh chị bị xem thường ấy.
và các anh chị vứt nó lung tung. Các anh chị thích thì các anh chị học, không thích thì các anh chị bỏ đi. Các anh chị thích thì các anh chị vô anh chị rèn luyện, không thích thì các anh chị vứt nó ra chỗ khác. Nên nói anh chị là anh chị nào mình lỡ mình đã sở hữu rồi thì anh chị phải sao ạ? À? Anh chị phải trân trọng, phải trân quý anh chị. Nếu mà các anh chị đã mất nó đi rồi, các anh chị sẽ kiếm không đâu khó đâu ạ. Được không? Ok, thì đó là cái phần tư duy đầu tiên. Phần thứ hai là phần chiến lược. Trước tiên tư duy là anh chị phải định vị mình là ai. Cái thứ hai là chiến lược thì các anh chị phải học cái chiến lược từ họ. Và anh chị phải làm theo đúng cái chiến lược đó. Anh chị mới trở thành đúng cái người doanh nhân chẳng thể dạng chứ. Giờ học xong rồi về, mình học một đường về áp dụng nẻm thì sao ra được. Mình đã đi học một cái chiến lược là mình phải bán sản phẩm giá cao, mà về nhà cứ hạ giá xuống rồi bán sao cũng được. Không được các anh chị. Anh chị hình dung. Và cái chiến lược, cái thứ ba đó chính là gì? Thì mình có chiến lược rồi bắt đầu mình mới làm. Mình làm hoài xong rồi mình mới có. Là làm có. Anh chị hình dung không? Sau khi mình có chiến lược xong thì mình đi áp dụng. Áp dụng vào công việc kinh doanh của mình. Xong rồi mình mới có nghe anh chị. Nên là em khuyên là nếu anh chị nào đây mình thấy là kinh doanh chưa dễ dàng lắm, và anh chị cũng muốn cho mình cái cơ hội để được xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp, thì các anh chị có thể là gì ạ? Mình thay vì mình phải tự mò đường á, thì các anh chị cho phép mình vào cái nhóm rèn luyện doanh nhân, học theo và làm theo các anh chị, đúng không ạ? Học theo và làm theo luôn, chỉ sao làm vậy nó khỏe. Thay vì anh chị có đi mò đường, anh chị cũng phải mò ra cái con đường đó. Chị mất công thôi chị nhé. Và yếu tố tiếp theo đây anh chị, để mà các anh chị xây dựng được cái doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế thì các anh chị phải có một cái đối tác tuyệt vời. Anh chị thứ nhất là anh chị phải giỏi bán hàng. Anh chị chỉ cần giỏi, anh chị sẽ phải biết mình cần giỏi cái gì thôi. Thì cái thứ nhất là anh chị phải biết là mình cần giỏi bán hàng, đam mê bán hàng và yêu bán hàng. Cái thứ hai đó chính là anh chị phải giỏi marketing, giỏi quảng bá. Giỏi marketing và mình phải giỏi quảng bá. Cái thứ ba đó là mình phải giỏi trong cái việc là gì ạ? Chăm sóc khách hàng. Chăm sóc những cái người mà mua những cái dịch vụ của mình đi. Mình phải giỏi trong cái việc đó. Anh chị phải nắm được cái quy trình bán hàng đỉnh cao. Anh chị phải có được cái quy trình bán hàng nó cụ thể. Cái quy trình nó cụ thể, nó đơn giản mà các anh chị có thể sao chép cho bất kỳ ai luôn. Không? Anh chị phải có một cái quy trình bán hàng mà nó phải cụ thể. Nó rất là rõ ràng. Mà ai anh chị có thể sao chép được. Để anh chị có thể sao chép cho những người khác nữa chứ. Một mình làm này còn lâu mới thành công. Mình phải chỉ cho người khác làm cùng mình thì anh chị mới tạo ra thu nhập lớn được, đúng không ạ? Rồi anh chị mới tầm cỡ quốc tế được chứ làm sao một mình sao chơi đấy. Thế ra là cái thứ anh chị phải có cái quy trình bán hàng nó phải rõ ràng, từng bước để mình, nó phải đơn giản hóa, đơn giản tới mức mà ai cũng có thể làm được. Một cái người mà gọi là bình thường có thể làm được, chứ không phải là cái người mà phải rất là giỏi mới làm được. Anh chị đồng ý không ạ? Cái thứ hai là các anh chị phải có cái quy trình marketing. Quy trình marketing. Quy trình marketing nó phải rõ ràng. Từng bước. Mà các anh chị có thể sao chép cho bất kỳ ai. Ai học qua cũng làm được hết. Ai nhìn qua cũng làm được hết. Thì anh chị mới có thể gì? Sao chép cho người khác. Và nếu anh chị làm kinh doanh mà anh chị nhắm anh chị làm một mình làm cái chơi đâu, chơi nổi. Không có thể xây dựng tầm cỡ quốc tế được. Quý vị, cần phải có một cái gì ạ? Những cái quy trình như vậy. Thứ nhất là mình làm cho mình.
Thứ hai nữa là gì ạ? Mình phải có một cái đội ngũ, một cái nhóm tinh anh, họ phải làm cùng với mình nha anh chị, nhóm tinh anh để làm cùng với mình. Và cái nhóm tinh anh đó do bạn đào tạo hỏi chứ ai, chứ lụm ở đâu về, chứ biết lụm ở đâu về các anh chị. Thì muốn muốn mà những người tinh anh trong nhóm mình mà tinh anh thì mình phải là người tinh anh, anh chị nhớ không? Thành ra là các anh chị phải chuẩn bị cái quy trình bán hàng, cái quy trình marketing, rồi những cái quy trình phát triển bản thân để mà anh chị rèn luyện cho cái nhóm tinh anh của anh chị, họ làm cùng với anh chị, họ phải gì cùng nhau làm, cùng nhau hướng tới một mục tiêu thì mới có thể gì mở rộng cái doanh nghiệp của anh chị tầm cỡ quốc tế được. Và cái tiếp theo á, cái này là đa số các anh chị bị thiếu nên là các anh chị mới rất là khó, đó chính là gì anh chị? Một á, là các anh chị sẽ tự tự gì ạ? Tự đưa cái doanh nghiệp của mình ra quốc tế. Hai là mình sẽ hợp tác với cái bên thứ ba, nó phải đủ cái tầm cỡ quốc tế để mà cho các anh chị hợp tác vào. Vậy thì yếu tố nó không thể thiếu nếu như các anh chị muốn đi nhanh và đi nhanh và đi thành công, thì cái đối tác của các anh chị nó phải là cái đối tác tuyệt vời. Đối tác là gì ạ? Phải tầm cỡ quốc tế, có thể là gì, họ phải là một cái người mà cái người lãnh đạo của cái bên đối tác của các anh chị, phải có nhân lễ nghĩa chí tín đúng không, phải có cái tầm, cái tầm nó phải là gì, đẳng cấp. Còn nếu mà không có thì các anh chị sẽ rất là chơi vơi, tại vì một mình không có xử lý được những cái điều đó. Thời gian mà các anh chị cứ lo mấy cái giấy tờ pháp lý và hàng hóa đó không ạ, cứ lo sản xuất sản phẩm, rồi mình cứ lo là gì ạ, giấy phép, rồi cứ phải lo rất là nhiều cái vấn đề như vậy thì sẽ không có dễ dàng giúp anh chị thành công được, nhìn như không. Đây là nếu như các anh chị muốn dễ dàng, muốn thoải mái thì các anh chị phải có một cái người đối tác tuyệt vời để các anh chị hợp tác vào. Vì của các anh chị là chỉ cần giỏi bán hàng, giỏi marketing, giỏi chăm sóc khách hàng thôi, còn tất cả những việc khác và để đối tác mình lo, thì các anh chị mới có thể gì đi nhanh được. Anh chị có nhìn ra được điều đó không? Và nhìn sao anh chị nhận ra được ạ? Vậy thì các anh chị thấy rằng là dễ dàng cho các anh chị làm ạ? Yes, và nếu như các anh chị có mặt trong cái nhóm rèn luyện nhanh nhanh ấy, thì các anh chị cũng sẽ được được gì ạ? Được rèn luyện kỹ lưỡng về tư duy, trang bị cho các anh chị rất là đủ cái chiến lược và cả cái quy trình bán hàng mà các anh chị có thể sao chép cho bất kỳ ai, và cái quy trình marketing mà ai cũng có thể làm được. Các anh chị nhớ không? Ai cũng có thể làm được. Và việc của các anh chị là phải học tất cả những thứ đó, ghi hết tất cả những thứ đó lại, trở thành các mình. Và các anh chị cũng có thể, nếu như chị chưa có cái đối tác tuyệt vời, thì các anh chị cũng sẽ được mở rộng tầm nhìn, mở rộng cái chị biết được cái xu thế sắp tới là như thế nào, để các anh chị định hướng cho mình, chọn lựa cho mình một cái đối tác phù hợp. À, các anh chị nha, anh chị có hình dung được không? Vậy thì khi mà các anh chị được trang bị tất cả đầy đủ như vậy, thì các anh chị có thấy rằng mình dễ thành công hơn không? Anh chị sẽ tập trung vào, và trong 5 năm nữa, 1 năm, 2 năm, 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, anh chị có được cái doanh nghiệp tuyệt vời cho các anh chị không? Các anh chị dùng được không ạ? Yes, và không cần phải 10 năm, bởi vì bản thân của em theo là em đã làm điều đó trong vòng 3 năm rồi. Và ngày hôm nay cái thành quả em có được là như thế nào thì anh chị cũng đã nhìn thấy rồi. Anh chị hình dung được không ạ? À, vì vậy nên là các anh chị cần phải ra quyết định sớm để mà anh chị có mặt luôn trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân, để mà kịp trong cái cuối tháng này á, khi mà nó xuất hiện á, thì các anh chị cũng có mặt và mình rèn luyện luôn. Và sẵn tiện á, là theo cũng có những cái nhóm rèn luyện kèm vào, thì các anh chị có thể tham gia vào, các anh chị nhau không? Và đó sẽ là cái tài sản của các anh chị, và anh chị cứ giữ lấy nó, và anh chị hãy cứ mài dũa nó và tận dụng nó để mà
liên tục đưa cái doanh nghiệp của mình để phát triển, được không các anh chị? Đây là cái cách, cái con đường dành cho những người lười. Lười là sao? Lười là lười học nhiều thứ, lười phải mò mẫm, lười phải suy nghĩ, lười đi tìm kiếm á, thì nó sẽ dành cho những cái người như thế, lười như thế. Lười tìm kiếm là lười mò mẫm. Thì các anh chị sẽ được gì ạ? Sẽ có cái người chuẩn bị sẵn các anh chị vào việc, các anh chị cần làm thôi. Các anh chị chỉ cần là gì? Giỏi trong cái lĩnh vực của mình là được. Chỉ cần giỏi trong đúng cái thứ là được. Chứ còn nếu mà anh chị rất là giỏi đúng không? Anh chị phải thích mò mẫm, thích là mình phải sáng tạo rồi đó, rồi thôi qua nó không có phù hợp đâu nha. Ừ. Rồi bao nhiêu anh chị mình đã thấy rằng là nó dễ dàng hơn chưa ạ? Bao nhiêu anh chị mình rất là khao khát và rất là dễ dàng hơn, rất là dễ dàng các anh chị. Khi mà các anh chị có tri thức và các anh chị có người dẫn đường các anh chị đi, thành ra là không có gì phải lăn tăn và lo lắng. Và cái việc của các anh chị, em ví dụ như bây giờ các anh chị, em ví dụ là một số anh chị đây không biết kinh doanh, đi mua cái xe, gọi là mới từ tối em mới nghe, đi mua cái xe gọi là bán cà phê á, cà phê lề đường á, mua cái xe đó là mất mấy chục triệu rồi, đêm vừa đẻ cái xe đó ngay chỗ cái lề đường đó thôi, chưa biết bán được bao nhiêu nha, là 15 triệu một 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 tháng, chưa biết bán cà phê có lời không mà mất cái xe, để cái mua cái xe về là tốn tiền rồi, và để cái xe trên cái vỉa hè đó là mất 15 triệu rồi, một tháng chưa biết bán bao nhiêu, không biết bán được 15 triệu không nữa. Nếu mà trong một tháng mà bán 15 triệu là sao? Là cho chủ nhà ăn chứ giờ là sao? Anh chị công nhận không? Mà bán mà dưới 15 triệu là sao? Rồi bù tiền vô cho chủ nhà dùng. Mà bán mà gọi là vượt 15 triệu thì ok, cái đó là lời. Cái đó mới gọi là tiền, mà chưa chưa phải lời, tại vì phải trả tiền cho cái chiếc xe. Vậy thì các anh chị mới mới biết được rằng là cái việc mà mình sở hữu những cái tri thức đó nó có đắt không? Mình bỏ thời gian ra, mình bỏ công sức mình ra, mình bỏ tiền bạc mình ra để mình sở hữu được nó thì nó có đắt giá không? Đối với các anh chị nó có đắt giá hay không? Các anh chị phải nhìn những cái câu chuyện kinh doanh của những cái người khác thì các anh chị mới hiểu được. Và có rất là nhiều anh chị phải mò mẫm và đi học tứ tứ tung tứ phía, học từ Bắc sang Nam, từ Nam sang Bắc, học từ bên nước ngoài đem về. Cuối cùng sao ạ? Cuối cùng cũng phải có một cái môi trường, cuối cùng các anh chị cũng cần phải có một cái môi trường để mà rèn giũa cho các anh chị. Bởi vì con người á, thành công hay không là do thói quen chứ không phải là do thông minh hiểu biết, anh chị nhau. Bây giờ mình đi học mình thông minh mình hiểu biết rồi, nhưng mà bây giờ mình không có thói quen đó thì cũng bó tay các anh chị. Nên là cái việc của các anh chị rất là cần ở đây là cần cái người cho các anh chị tri thức đúng, và cần một cái môi trường để rèn cho các anh chị, nhắc nhở các anh chị, chỉ bảo cho các anh chị, rèn đũa cái thói quen của các anh chị. Và theo đây thì sẽ cùng với môi trường nhóm rèn luyện doanh nhân, rèn cho các anh chị thói quen bán hàng, thói quen marketing, thói quen chăm sóc khách hàng, thói quen làm kinh doanh. Tập tành cái đó đi, thay vì một ngày á dành thời gian làm mấy cái chuyện mà ăn không ngồi rồi á, mấy cái chuyện mà nó nhảm nhí trên cuộc đời này, thì ở đây sẽ rèn cho các anh chị là bớt làm mấy cái chuyện vô bổ đi, mình rèn mình làm marketing, mình làm bán hàng, mình tập tành mình kinh doanh, được không ạ? Đó là cái sự rèn luyện. Cho nên rằng là các anh chị phải có một, nếu như anh chị xác định là mình vào nhóm luyện doanh nhân thì các anh chị phải chuẩn bị tinh thần trước là anh chị đã đem theo sân rèn các anh chị những cái thói quen đó, sẽ không có được gọi là làm mấy cái chuyện vô bổ như lúc trước nữa đâu các anh chị, vô không ạ? Tất cả chúng ta, những cái việc của chúng ta làm nó đều hướng tới là bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng, tất cả đều dồn hết ba cái việc này thì các anh chị mới nhanh thành công lớn được, mới tạo ra gia tài được. Tự nhiên không không cái ra mua cái xe để lên cho làm giàu cho ta, chưa biết có bán cà phê bán được không. Thì mình tích góp cái tiền bạc đó mình đi học đi, mình đi chuẩn bị cho mình cái tư duy trí tuệ đi, cái thời gian đó mình đi rèn giũa marketing, mình rèn giũa bán hàng đi, nó còn hay hơn là tự nhiên cái đi ra bán cái cà phê, bán ly cà phê biết có bao nhiêu tiền mà cái thời gian có đủ tiền ăn không nữa, tự nhiên thế là vô chuyện vô bổ không. Thì không phải cái thời gian đó mình đi rèn giũa bán hàng, rèn giũa marketing có thấy hay hơn không ạ? À? Chị hiểu hiểu nó không ạ? À? Mình rèn cái khả năng chăm sóc khách hàng của mình nó tuyệt vời hơn ha anh chị ơi. Thay vì hôm trước có cái chị nói là bây giờ chị mới bán trà sữa,
chị bán mà nó có lời em ơi, không biết là giờ chị có bán đi bán không. Em nói chị ơi chị bán không lời, chị bán chi vậy, bán không lời bán chi vậy chị ơi. Nó đã biết bán không lời rồi mà cũng bán là sao. Rồi có một số anh chị trời ơi, chị kinh doanh rồi thâm lỗ rồi mới bắt em hỏi nè, chị dẹp cái công việc đó chưa? Chưa em, chị vẫn còn duy trì nó. Trời đất, lỗ mà cũng còn duy trì hả chị? Sao chị khôn ngoan quá vậy? Thì chị nghĩ rằng là chị làm riết rồi, chị nghĩ là chị sẽ duy trì được và sau này chị sẽ vực lại. Chị vực bằng niềm tin hả chị? Thế chị không thông minh hơn, chị không giỏi hơn thì chị vực lại bằng kiểu gì? Anh chị hiểu không? Anh chị không có một cái tri thức mới, anh chị không có một cái sự thay đổi mới, vậy thì bây giờ vực lại bằng kiểu gì? Trời ơi là trời. Nên bởi vậy chúng ta cần phải gì? Khôn ngoan lên các anh chị. Nếu mình làm cái gì đó mà nó không tạo ra tiền mà lỗ đó, cái cách đúng nhất là dẹp nó đi và đi học và dành cái thời gian đó để mà rèn cái thói quen bán hàng, rèn cái kỹ năng marketing, rèn cái kỹ năng chăm sóc khách hàng của mình. Tại vì có ba cái đó nó mới tạo ra tiền cho mình mà. Anh chị đồng ý không ạ? À? Bao nhiêu số chị hiểu điều này? Ở đây là vì vậy từ nay về sau các anh chị cần phải nhớ, nếu như chị muốn thành công trong kinh doanh thì ba cái việc mà các anh chị cần phải làm nhiều nhất trong ngày chính là bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng. Tôi chỉ biết ba cái việc đó thôi và làm nó đi làm lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho đến khi trở thành chuyên gia. Tôi là một người, anh chị nói là tôi là một người bán hàng cực khôi, tôi là một người marketing vĩ đại, tôi là người chuyên gia trong việc chăm sóc khách hàng. Ok không ạ? Đó, đó là ba cái niềm tin mà em muốn trao gửi cho các anh chị. Thì nếu mà các anh chị muốn có một cái nhóm rèn luyện cho các anh chị như vậy thì anh chị hãy tham gia vào cái nhóm rèn luyện doanh nhân trong thời gian. Tham gia có nghĩa là sao? Là mình đăng ký vô xong rồi mình phải vô tham gia, mình vô cuộc chơi chứ không phải mình đăng ký xong rồi mình vẫn chơi cái giờ khác. Anh chị hiểu không ạ? Mà mình đăng ký vô mình bắt đầu mình mới học rồi mình mới thực hành vô, chứ không phải là mình đăng ký xong mình để đó. Các anh chị đồng ý không? Ok không? Và rèn luyện với theo với môi trường câu lạc bộ trọn đời, và càng ngày anh chị càng ngày rèn luyện thì càng ngày anh chị càng xuất sắc, càng ngày anh chị càng giỏi. Và vì của các anh chị là gì ạ? Chỉ cần hợp tác được với cái doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế, anh chị nói rằng là khả năng bán hàng của tôi là đây, kỹ năng bán hàng của tôi, marketing của tôi là đây, và cả cái chuyên gia chăm sóc khách hàng của tôi là đây, thì bất kỳ một cái doanh nghiệp nào, một cái nào họ cũng có thể nhận các anh chị, họ có thể hợp tác, chịu hợp tác với các anh chị. Đấy là cái con đường mà nó nhanh nhất, dễ nhất cho các anh chị, không cần phải tốn nhiều tiền, không cần phải tốn quá nhiều chi phí, không cần phải phải suy nghĩ cho nhiều, không cần phải vắt não ra để mở não ra. Và người doanh nhân á, là họ không có tập trung vào, họ chỉ tập trung một kết quả thôi, miễn sao họ có được kết quả là họ tạo ra được thu nhập, họ tạo ra được tiền, họ xây dựng được doanh nghiệp cho họ là được. Các chị đồng ý không ạ? Và bao nhiêu số anh chị sẵn sàng là mình tham gia nhóm luyện doanh nhân và mình sẽ sẵn sàng thực hành ạ? Anh chị sẽ thực hành luôn, có chương trình cho các anh chị thực hành luôn, và theo sẽ có một cái trò chơi cho các anh chị là thực hành càng nhiều thì anh chị sẽ tạo ra cái kết quả càng nhiều thì thu nhập các anh chị càng cao, đúng không ạ? Anh chị có thể thực hành thực tập á, giống như là mình học xong mình thực tập thì sẽ có những cái chương trình thực tập cho các anh chị, thực hành cho các anh chị, và các anh chị thực hành tốt, nếu mà chị thực hành tốt thì các anh chị cũng sẽ tạo ra thu nhập cho các anh chị luôn, và các anh chị cũng có thể bắt đầu được gì ạ, được gọi là được chiêu ngộ, giống như là được được phỏng vấn á, xong rồi em sẽ có một cái cuộc phỏng vấn với các anh chị. Nếu mà anh chị là cái người mà có cái tầm nhìn tốt, anh chị có một cái thực hành tốt, khả năng tốt thì lúc đó anh chị có thể gì ạ? Mình có thể xây dựng, em thuê sẽ bắt đầu định hướng cho các anh chị để anh chị có thể xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế luôn, được không ạ? Bắt đầu bắt tay vào, đầu tiên các anh chị muốn trải qua cái điều đó, anh chị muốn được như thế thì các anh chị sẽ trải qua một cái lớp thực hành cùng với nhau, được không ạ? Nếu anh chị muốn rằng là bây giờ mình cũng muốn xây dựng doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế giống như thuê thì phải làm như thế nào, thì đầu tiên là các anh chị phải trải qua một cái lớp thực hành. Nếu mà cái chị thực hành tốt, cái chị tạo ra kết quả tốt thì lúc đó anh Theo sẽ phỏng vấn cho anh chị, giống như là mình sẽ có cuộc nói chuyện với nhau và rõ ràng với nhau là chị có muốn xây dựng một cái doanh nghiệp như vậy cho mình hay không, được không các anh chị ơi? Bao nhiêu số chị hiểu này ạ?
Vì vậy nên là cái chương trình thì nó cũng sắp mở ra rồi, các anh chị hỏi cái người trưởng nhóm, các anh chị làm thế nào để các anh chị có mặt ở trong cái nhóm rèn luyện này, được không? Ở trong cái nhóm rèn luyện nhân nhân này nó phải đòi hỏi những cái tinh anh phải được lọt chọn lọc rất là kỹ để mà vào cái nhóm rèn luyện này. Tại vì anh chị có biết rằng là cái trường đại học Harvard không ạ? Đấy, và nó chọn học viên nó rất là kỹ lưỡng, thì cái đầu ra đó là gì, là đầu ra là ai cũng thành công hết. Cho nên là anh chị cần phải trao đổi với trưởng nhóm các anh chị xem thử rằng là anh chị điều kiện để các anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện như thế nào, được không? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Mong rằng là các anh chị sẽ có mặt trong nhóm rèn luyện này để sẽ cùng đồng hành giữa thư nhiều hơn, và các anh chị có mặt trong đó thì các anh chị sẽ gặp theo hơi bị nhiều đấy. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tham gia vào nhóm luyện của Thêu buổi sáng ngày hôm nay ạ. Đã nghe Thêu chia sẻ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. I love you, thank you. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị nha. Và hôm nay là anh Thêu cũng không có đúng giờ ấy. Thành ra là cái phần cuối